Người nghèo luôn ghen tức với thành công của người khác, người giàu luôn cổ vũ cho người khác. Người nghèo thì eo uột, người giàu thì mạnh mẽ. Người nghèo thì chơi nửa vời, người giàu thì luôn chơi hết mình. Người giàu thì ít, người nghèo thì đông. Người giàu thì nhiều của cải, người nghèo thì ít của cải. Người nghèo học nửa vời, người giàu học tập cả đời. Người nghèo để cho nỗi lo sợ về tiền bạc đè bẹp mình. Người giàu lấy tiền bạc làm động lực cho hành động của mình. Người nghèo thì khinh thường tiền bạc, người giàu thì trân quý đồng tiền. Cách bạn làm một việc là cách làm mọi việc còn lại. Cách bạn chơi trò chơi trong hội trường này là cách bạn sẽ sống cuộc đời của mình ở ngoài kia. Sau nhiều năm nghiên cứu khoa học về thành công, về sự giàu có và cả thất bại, tôi đúc kết nó trong một tấm bản đồ có tên gọi là bản đồ của sự dòng kẻ, chia sẻ với các anh chị như sau. Có một dòng kẻ được phân tách hai loại người. Một loại người ở bên trên và một loại người ở bên dưới. Ở bên trên được gọi là những victor hay những người chiến thắng. Victor. Và ở bên dưới, họ luôn chọn kiếp sống của những nạn nhân, tôi gọi là những victim. Những người chiến thắng luôn ở bên trên và những nạn nhân thì luôn ở bên dưới. Điều gì khác biệt giữa hai nhóm người này? Đó là trong cuộc đời của chúng ta luôn có những sự kiện hoặc các vấn đề xảy ra cho chúng ta. Mọi sự kiện đều xảy ra vào cùng một thời điểm với tất cả mọi người. Sáng ngày hôm nay, có một cô giáo yoga nhắn tin cho tôi và tôi không trả lời, và nó làm cho tôi cảm thấy buồn chán vào buổi sáng ngày hôm nay. Cô ấy nhắn tin: Hà Nội nhà thầy tắc đường quá. Trong đầu tôi nghĩ, giá mà Hà Nội tệ như ở trên đó thì có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ đông như thế này. Hà Nội nhà thầy tắc đường quá. Tôi mới nói, chẳng lẽ tôi trả lời vì những người dân tộc cô đi xuống dưới này. Nhưng tôi nghĩ, may mà Hà Nội tắc đường. Rồi có một cô nhắn tin cho tôi: Thầy ơi, đến lớp người ta không cho tôi vào lớp. Tôi đi cả 100 cây số đến đây. Tôi mới hỏi cô: Này, sao cô không vào được lớp? Cô ấy nói: Tại người ta bảo phải có vé mới được vào lớp. Thế tôi nói cô: Thế cô đăng ký chưa? Cô ấy trả lời: Em đăng ký rồi, nhưng mà em không biết lấy vé thế nào. Tôi bảo: Có email không? Cô ấy bảo: Có email. Thế tôi bảo là: Có nút download không? Cô bảo: Em không biết tiếng Anh. Tôi mới nói: Có nhìn thấy cái nút màu vàng vàng cam cam không? Cô ấy bảo: Có. Tôi bảo: Bấm vào đi. Cô bảo: Em bấm rồi nhưng chẳng thấy nó lưu vào đâu. Tôi mới xem profile Facebook của cô. Cô ấy là một nhà đào tạo huấn luyện chị em bỉm sữa. Và cô ấy nói rằng là: Thôi em đi về. Em quyết tâm em sẽ học thầy ở lần sau. Thầy có cái khóa học nào chuyên sâu thì thầy báo luôn cho em đi, chứ em không cần học lớp phễu của thầy nữa. Tôi nói: Này cô gái, tôi không nhận cô làm trò bao giờ cả. Đừng gọi tôi là thầy. Tôi là thằng mất dạy. Tôi chửi bây giờ đấy. Đừng gọi tôi là thầy. Hãy gọi tôi là thằng. Tôi cảm thấy được tôn trọng hơn. Cô ấy nói: Tại sao hả thầy? Bởi vì gọi tôi là thằng thì tôi mới gọi cô bằng con. Còn cô gọi tôi bằng thầy thì tôi chẳng biết xưng thế nào cả. Những người như cô đừng đi học tôi, bởi sẽ làm cho lớp học đó trở nên chán ngắt. Thầy có bao tiền khóa học cao cấp, thầy cứ nói toẹt ra lằng nhằng em chả hiểu. Tôi mới bảo: Nó là miễn phí. Khóa học chuyên sâu nhất của tôi là miễn phí. Khóa học giá trị nhất của tôi là đánh thức sự giàu có. Nếu không vào được đó, cô chẳng học được lớp nào cả. Cô lại nhắn tin lại: Thầy nói thế làm em lại càng quyết tâm. Lần tới dứt khoát em sẽ đến.
Tôi chẳng biết nói gì hơn, đành tìm nút block để nhấn nó. Và cuộc đời cứ như vậy, được trôi đi và trôi đi như vậy. Điều gì khiến chúng ta trở thành một nạn nhân và điều gì khiến chúng ta trở thành một người chiến thắng? Quay trở lại với câu chuyện, tại sao có những người được ưu tiên ngồi ở trên và thậm chí trong hội trường này vẫn còn cả những chiếc ghế trống cho cái bút và điện thoại để ngồi với nhau. Hai cái điện thoại được ngồi với nhau. Mà tại sao ở phía cuối tít xa của hội trường kia chúng ta lại phải ngồi chen chúc như vậy? Nếu bên cạnh bạn đang có một cái ghế trống, bạn có thể giơ tay lên được không? Luôn thừa mứa ở những nơi thừa mứa và luôn thiếu ở những nơi thiếu. Và câu hỏi là tại sao có những người lại thừa mứa còn những người thì không? Phải chăng cuộc đời không công bằng? Sự thật là cuộc đời vô cùng công bằng. Hãy ghi xuống điều này. Cuộc đời vô cùng công bằng. Cùng một hội trường này, có những người thì rộng rãi ngồi, có những người thì chen nhau, có những người thì có bút chì, không phải một bút chì mà nhiều bút chì, và có những người thì không có bút chì nào cả. Điều này là công bằng.